chỉ hơn 100 triệu chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con nhỏ gọn, xinh xắn, đáng yêu như thế này rồi. Giá em sẽ báo vào phần cuối của video. Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về showroom bên em. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Spark đời 2011, được trang bị động cơ 3 máy, máy 0.8. Đây là một chiếc xe được mang trên mình màu đỏ rất đẹp, rất trang nhã mà rất nhỏ gọn, xinh xắn, rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhé. Nếu trời nắng nóng như thế này thì chúng ta di chuyển trên chiếc xe này tại thành phố Hà Nội, đi vào các đường nhỏ ngõ hẹp thì đây là một chiếc xe rất là đa dụng, bởi vì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 5,5 lít trên 100 cây điều hòa mát thôi. Còn nếu mà chúng ta chạy đường trường thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Chiếc xe này thì được mang trên mình biển kiểm soát là 19 Phú Thọ, Việt Trì, quê em. Chiếc xe này là phải nói một cái biển rất đẹp quý vị nhé, 19 đầu, 19 đuôi. Và chiếc xe này là tổng 10 nước. Nếu chúng ta cần rút hồ sơ sang tên thì bên em hỗ trợ tất cả các thủ tục đó. Cam kết với toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, chiếc xe này là sơn zin 100% và không có bất kể một lỗ nhỏ nào quý vị nhé. Bên trong là được trang bị nội thất màu đỏ, ghế màu đỏ với cả da màu đen và xanh kết hợp lại. Trên chiếc xe này là một chiếc xe van 2 chỗ và được trang bị là hai ghế ngồi đằng trước, đằng sau là một cái thảm để chúng ta có thể chở đồ hoặc là đưa đón con đi học, đưa đón cháu đi học. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình nhé, và bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ ngồi, địa chỉ tại số nhà 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Văn phòng làm việc tại số 406 Ngô Tự Đức, Giang, Long Biên, Hà Nội. Ngay sau đây em sẽ mở cái nắp capo lên, em nổ máy bật điều hòa để cho quý vị, anh chị và các bạn cùng xem cái khoang động cơ của chiếc xe này quý vị ạ. Đây là một chiếc xe đã lăn bánh 10 năm ở trên thị trường rồi, nhưng mà phải nói thật sự quý vị là một chiếc xe đi rất ít. Chính vì vậy là trên chiếc xe này mới chạy có 6,5 vạn quý vị nhá, 65.000 km, còn lại là tất cả vẫn còn zin nguyên bản, chỉ có thay duy nhất là 4 quả lốp thôi. Em sẽ nổ máy cho ông ta xem này. Máy đã nổ, điều hòa đã bật, nước gió đang để số 2. Bây giờ em sẽ mở cái nắp cabo lên để cho ông ta quan sát chiêm ngưỡng về cái khoang động cơ ở chiếc xe này. Đây ạ, tổng quan thì chúng ta quan sát cho em, máy rất là đẹp, sạch sẽ, khô ráo, không có bất kể một dấu hiệu nào của tô vít, cờ rê hay là các cái dụng cụ để mà chọc vào trong cái khoang động cơ này đâu quý vị nhé. Kể cả là nắp dàn cò, chưa hề một con ốc nào đã có cái dấu vết cả. Rất đẹp quý vị ạ. Đấy, bây giờ chúng ta quan sát cho em đây này, nắp capo này. Đấy, những con ốc mà ở trên cái phần nắp capo chúng ta thấy không? Rất là đẹp, ngay ngắn, khe khít, tai đèn báng nước quý vị ạ. Đấy, còn cặp đèn của xe này thì chúng ta biết rồi, nó quá đẹp, trong vắt, xuyên thấu từ ngoài vào trong luôn. Đấy, các cái phần rằng bên trong là sơn tĩnh điện này quý vị này, đẹp không? Trên chiếc xe này là sơn zin 100% quý vị nhé, cam kết luôn, bởi vì là không có một giọt sơn ta. Khoang động cơ này về bên em cũng không hề có rửa dọn quý vị nhé, nguyên zin luôn, chứ không hề có rửa khoang máy, không có dọn khoang máy. Rồi bây giờ em sẽ mồi ga cho ông ta nghe về tiếng động cơ của xe này. Tiếng động cơ của xe nổ rất là chắc, rất là êm mà không có dấu hiệu của một cái tiếng kêu lạ nào đâu quý vị ạ. Chúng ta quan sát cho em này này, đây là những con ốc mà bắt cái dàn lốc điều hòa của chúng ta đấy. Còn xanh 7 màu luôn, rất là đẹp quý vị nhá. Bên cạnh đây là được trang bị một cái chống trộm nữa này. Đấy, cái còi này là cái bộ chống trộm mà chủ nhân người ta lắp. Chiếc xe này bên em bán chỉ hơn 100 triệu một chút thôi. Chỉ hơn 100 triệu chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con nhỏ gọn, xinh xắn, đáng yêu như thế này rồi. Đấy, giá em sẽ báo vào phần cuối của video. Ngay sau đây thì chúng ta quan sát cho em đấy, toàn bộ nhé, dàn kính của xe là kính đã được dán phim 3M, cách nhiệt chống tia UV, tia cực tím rất là tốt. Và bây giờ em sẽ mở cánh cửa ra để cho chúng ta quan sát cho em về phần keo chỉ cũng như là phần táp ly nội thất của xe. Đây quý vị này, khóa nguyên bản. Một chiếc này là chỉ, cái này là điều khiển. Đấy, theo xe. Quý vị quan sát cho em đấy ạ, cánh cửa phần táp ly, một cánh cửa mà mở liên tục thường xuyên nhất đấy. Rất là đẹp mà tất cả những này không hề có dấu hiệu bị trầy xước quý vị nhá. Răng của cao su này, răng cao su của cánh cửa đấy quý vị này, đẹp từng cm một luôn. Không có dấu hiệu của cái sự dập hay là bị xẹp đâu, đẹp lắm. Keo chỉ quý vị ạ, đây. Trên chiếc xe này thì cam kết với chúng ta là keo chỉ zin 100%, sơn đã zin 100% rồi thì keo chỉ không nói đến quý vị ạ. Em sẽ lột luôn cho chúng ta xem được cái dàn đinh bấm này.
nghe cái doàng doạc mà lột ra thì nó đều tăm tắp quý vị ạ. Đấy, sơn nó đẹp đều. Nếu mà chúng ta quan sát ấy, một con xe mà tỉa sơn bên ngoài và bên trong ấy, thì nó sẽ không có một cái sự đều màu và cái sơn nó không thể đanh như này được. Tất cả những cái doang này nó rất là mềm mại quý vị nhá. Còn một chiếc xe mà để ở ngoài nắng ngoài mưa nhiều nó bị lão hóa thì những cái doang này nó sẽ có một cái gì đấy dấu hiệu của mở bục. Tiếng đóng cửa nó rất là chắc chắn quý vị ạ. Về chiếc xe van này thì hai cánh cửa phía sau là chúng ta sẽ lên xuống kính và quay cơ quý vị nhá. Đó. Quay bằng cơ rất là mượt mà nhẹ nhàng. Táp ly của cánh cửa phía sau thì nó quá đẹp luôn. Đây là một táp ly bọc da rất là đẹp. Tay mở cửa được trang bị là tay mở cửa chrome, cái này là độ thêm quý vị nhá. Còn với không thì nó chỉ có mỗi cái mở chốt này thôi. Còn cái tay nắm mở ra để vào này là được độ thêm. Keo chỉ đây ạ. Zin đẹp từng centimet luôn. Bây giờ em sẽ mở cho chúng ta quan sát về cái phần cốp của xe. Trước khi đến cái phần cốp thì chúng ta quan sát cho em đây này. Chiếc xe này ấy, tại sao mà 10 năm chạy mới có hơn 6 vạn, 6 vạn rưỡi. Bởi vì chúng ta quan sát cho em đấy. Tất cả các bu lông con ốc này này mới có một lần bắn súng để mà thay lốp thôi. Bởi vì là dàn lốp này là dàn lốp vừa mới thay. Thế còn lại là chúng ta thấy đấy, xe để một chỗ cho nên là những cái này nó han gì, nó bẩn. Nhưng mà đưa chìa khóa cà là nó đã đi rồi. Cái này về chỉ cho một chút sumo thôi. Trải lên là nó sẽ sáng bóng như này quý vị ạ. Đây là phải nói là một chiếc xe rất là đẹp. Phải nói thật sự với quý vị là từ ngày buôn xe đến bây giờ em mới gặp một chiếc xe Chevrolet Spark Van 2011 đến bây giờ chạy ít như vậy. Rất là chắc chắn, rất là chất. Về phần phía sau đây quý vị này, thì xe được trang bị đấy, chúng ta quan sát này, cái thấu kính của cái pha đèn phía sau này trong suốt luôn, từ ngoài vào trong rất là mới, rất là đẹp. Chữ Chevrolet Spark thì mất một góc của chữ S ở đây, thế còn lại nó zin hết. Chevrolet bên này. Camera lùi được trang bị ở đây quý vị nhé. Một camera lùi. Biển kiểm soát 19D0019. Mở khóa này chúng ta sẽ dùng bằng chìa. Rồi em sẽ mở lên để cho ta mở cốp lên cho ta xem này. Đây chúng ta quan sát xem cái ngoàm khóa này. Xanh 7 màu, coi như là mới đến 97% cái này luôn đấy quý vị ạ. Mà phía đằng sau này gần như là không bao giờ chở một cái hàng hóa gì cả. Cho nên là quý vị nhìn này, cái răng ở cái phần chỗ này này, nó rất là đẹp, không hề có bị rách một tí nào quý vị nhá. Còn một chiếc xe mà bê hàng, chở hàng nhiều thì là cái răng này là cái đầu tiên sẽ bị rách, bị vỡ, bị chảy xước. Đấy, còn bên trong đây, bên trong đây là một cái khoang này chúng ta có thể là cho các cháu ngồi đây bật điều hòa mát. Hai ba bạn đi học, đi chơi, chở trên này ngồi sau là rất là tốt. Còn nếu mà về quý vị anh chị các bạn cần thì chúng ta có thể độ lên một cái hàng ghế sau nữa cũng được. Đấy, em sẽ lật cái này lên để cho quý vị cùng xem về cái miếng nỉ đấy quý vị này. Đây là cái miếng nỉ nguyên bản nhá, của nhà sản xuất. Đó. Không có một chỗ nào gọi là bị cái nỉ này bị bẩn cả. Em nhấc lên này. Dưới cái nỉ này chúng ta nhìn cái lòng lốp sơ cua không ạ? Đẹp không? Lòng lốp sơ cua coi đẹp từng góc cạnh, từng cm luôn. Và cái lốp sơ cua này là lốp sơ cua zin theo xe nguyên bản quý vị nhá, la răng này. Chưa hề gọi là lăn bánh luôn, để ở trong này thì nó bẩn thôi. Đấy, bộ kích, bộ phụ tùng đây vẫn còn nguyên hết quý vị này. Cái kích của xe chưa sử dụng lần nào. Ngàm khóa của cốp sau quý vị này, nhìn thấy ạ, coi như là nó đẹp vàng óng luôn đấy quý vị. Trên chiếc xe van này sẽ trang bị là một đèn lùi được trang bị ở phía bên phải, còn lại là ở bên trái này là một cái mắt đèn, nó là cái miếng phản quang. Nếu mà về chúng ta thích cả hai đèn lùi đấu vào nhau thì chúng ta có thể mua một cái đèn đấy 600.000 lắp vào. Còn nguyên bản của chiếc xe này nó là như thế. Tiếng đóng cốp thì rất là chắc chắn. Tất cả cánh cửa của xe thì đóng phải nói là chắc nịch luôn quý vị ạ. Chiếc xe chỉ hơn 100 triệu thôi, nhưng mà để mà nói là tránh mưa che nắng, điều hòa mát lạnh mà trời mưa thì lại rất là ấm cúng, không hề có bị ướt người, ướt áo, ướt mặt, không bị trôi phấn của chúng ta, đúng không? Sang cánh cửa ở phía bên này em mở chúng ta quan sát luôn. Keo chỉ cho em đấy, nó đẹp từng góc cạnh, từng cm luôn. Mà giá chỉ có hơn 100 triệu chúng ta đã sử dụng ngay một chiếc xe ô tô Chevrolet Spark 2011 rồi. Tại sao mà chúng ta phải đi xe máy? Giá NH bây giờ nếu mà mới cũng là 150, 160, 170, đúng không ạ? Thế còn lại là chỉ có hơn 100 triệu mà chúng ta lại đi được cả một gia đình, trong khi đấy lại tránh mưa tránh nắng rất là tốt, mức tiêu hao nhiên liệu lại rất là phù hợp. Phần táp ly ở phía cánh bên phụ mà trên cánh cửa trước thì chúng ta quan sát đấy, nó cũng đẹp từng góc cạnh luôn, không có dấu hiệu nào của cái sự chảy xước, han gì hay bạc màu cả. Đây là phần trần của xe quý vị nhé. Trần của xe còn rất là sáng, rất là đẹp. Tất cả những cái miếng hắt nắng này cũng hoạt động rất là mượt mà rất là đẹp, không hề có dấu hiệu bẩn quý vị nhé.
tức là mình chỉ nói đến cái từ là nó bẩn hay là sạch thôi, chứ bây giờ mình sẽ không nói đến cái việc là nó đẹp ở cái mức độ như nào. Có tất nhiên nó đẹp nó phải 85% rồi, bởi vì những cái miếng đấy nó hay sử dụng đến. Đấy, chúng ta thấy không? Có một vài chút vết bẩn thôi. Đấy, còn nội thất ở bên trong chúng ta quan sát cho em đấy. Táp ly đấy, rất đẹp. Táp lô thì miễn bàn luôn, bởi vì là táp lô nó là quá đẹp rồi. Vô lăng của chúng ta đấy, chúng ta quan sát cho em đấy. Cao su non ở trên vô lăng này, cầm nó mềm, nó mút tay. Các cái khóe vô lăng này không hề có chỗ nào bị bạc màu quý vị nhá. Phím còi logo nằm trung tâm này. Rồi tất cả các cái tay để gạt mưa, rồi các cái phần mở xi nhan này, nó đẹp kinh khủng luôn đấy quý vị ạ. Các cái con ốc của ngàm khóa đó quý vị này, chấm sơn 7 màu luôn. Mà chúng ta nhìn cái phần chân côn, chân phanh đấy, chân ga đây này, chả có một cái nào gọi là bị mòn cả, còn rất đẹp. Đây là cái bộ mà lắp để mà chống trộm đấy quý vị này. Đấy, nếu mà ai ở đâu đó mà mở cửa xe mà không có chìa khóa là sẽ rú ầm lên ngay. Còn nội thất thì chúng ta quan sát đấy, ghế của xe là ghế nội thất màu đen kết hợp với cả màu đỏ, nhìn rất là sang, rất là bóng. Mà di chuyển thì phải nói là cực kỳ là thích. Máy rất là nhỏ thôi nhưng mà để mà chạy lên tốc độ mà 8, 90, 100 thì phải nói thật sự là dô tin thức lái thụt thò rất là ok, không hề có rung lắc tí nào quý vị nhé. Rồi bây giờ em nổ máy rồi, bật điều hòa nước gió số 2, hướng gió. Tất cả hệ thống điều hòa này là điều hòa cơ quý vị ạ. Trên phần điều hòa là được trang bị một màn hình. Màn hình này là chạy đĩa quý vị nhé. Chúng ta có thể là dùng bằng đĩa này, bằng thẻ nhớ này, USB này, thì chúng ta có thể là nghe nhạc giải trí rồi có cài số lùi như này thì ngay ở đằng trên màn hình là hiển thị luôn. Đấy, em đang lùi đấy, góc lùi. Ở đây thì nó đang ngược ánh nắng buổi chiều cho nên là nhìn nó sẽ không được sắc nét, nó lóa. Khi chúng ta ra số thì lại trở về với cả giải trí âm thanh, cài số lùi thì lại vào màn hình camera lùi. Trên đây là hai cửa gió điều hòa, đèn cảnh báo trung tâm. Đây là phần đồng hồ chính của xe Chevrolet Spark Van quý vị nhé. Bên trái là đồng hồ báo về nhiên liệu xăng, bên phải là đồng hồ nhiệt. Đấy, km đã đi và em sẽ ấn cho chúng ta xem này. 6.8 quý vị nhé, chuẩn. Đấy, chip A là chạy 966 cây. Chip B là chạy 461 cây. Đấy, và tổng km đi là 6.8. Một chiếc xe mà nói rất là đẹp, rất là mới quý vị ạ. Phía bên phải cũng được trang bị một cái hộp này, một cái hốc để mà để đồ. Chiếc xe này thì tại sao mà đi ít, bởi vì là đây, chủ xe đây là một người hoạt động trong công tác đảng, cho nên là đi rất là ít, chủ yếu là chỉ để thôi. Xe thì ở tại Việt Trì nhưng mà lại đi ở tại Hà Nội. Đi ở Hà Nội, chính như vậy là anh chỉ đi đâu đó một ngày, nó chưa đến 2 km, cho nên nó rất mới. Mà nhà anh này thì anh có mấy xe chứ không phải là một xe. Mà chiếc xe này thì anh ấy chỉ gọi là thi thoảng anh ấy đi thôi. Cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về đến bên em. Đây là một chiếc xe Chevrolet Spark Van đời 2011, đăng ký lăn bánh 2011, chiếc xe chạy 6.8. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá rất yêu thương, chỉ 115 triệu thôi. Chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con nhỏ gọn xinh xắn màu đỏ đến từ thương hiệu của Chevrolet rồi. Em xin báo giá lại, đây là một chiếc xe Chevrolet Spark Van 2011, sơn zin 100%, máy zin tuyệt đối, số zin tuyệt đối, tất cả mọi thứ là zin. Từ A đến Z 100% zin hết quý vị nhé. Giá bên em chào bán là 115 triệu, chưa bao gồm rút hồ sơ và sang tên. Nếu quý vị anh chị các bạn quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại em gọi cho em với số điện thoại 0365639999. Kết bạn Zalo với em với số điện thoại 0175805555. Zalo cũ của em là 0975235684. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.